Chỉ với hơn 700 triệu, anh chị có tin là mình có thể sở hữu ngay được một mẫu xe đến từ thương hiệu Đức không ạ? Vâng, thực tế đấy đang là một câu nói ví von của các khách hàng đang sử dụng thương hiệu xe VinFast của Việt Nam ta so sánh với các mẫu xe Đức như là chiếc xe BMW. Vậy thì trước mắt quý anh chị đây, em đang có một mẫu xe VinFast Lux SA bản 2.0 turbo bản tiêu chuẩn, sản xuất 2021, màu có nước sơn là màu trắng, một chủ từ đầu này thì đang được so sánh với mẫu xe nào của thương hiệu Đức? Chính là chiếc xe BMW X5 anh chị ạ. VinFast Lux SA này được hãng xe VinFast của Việt Nam ta mang cái công nghệ này, động cơ này, khung gầm này lên tới 70% của thương hiệu Đức, đó là thương hiệu BMW, lắp ráp vào chiếc xe này tại Việt Nam và đem lại cho khách hàng một cái trải nghiệm gần như là cảm giác lái này, rồi khung gầm, hộp số, động cơ này không thua kém gì chiếc BMW X5 anh chị ạ. Đối với VinFast Lux SA đang được mang lên cho chiếc xe này với khối động cơ lên tới 2.0 turbo và có cân nặng lên tới 2 tấn 1, thì chiếc xe này đem lại cho khách hàng một cái trải nghiệm là một mẫu xe cực kỳ là đầm chắc, thân vỏ cứng cáp và phải nói luôn là an toàn. Cứ nhắc tới VinFast thì khách hàng lại luôn nghĩ tới đó là một mẫu xe có thân vỏ cứng cáp đi trên đường như một chiếc, như một cỗ xe tăng đi trên đường. Em xin phép mời camera giúp em lại gần một tí để chúng ta cùng đánh giá trên chiếc VinFast phiên bản tiêu chuẩn 2.0 và sản xuất 2021 này có gì đặc biệt nào. Lux SA thì có được đặt vào cái vị trí đó là xe 5+2 và là một mẫu xe có cái chiều rộng phải nói là rất là rộng rãi. Ở phần đầu xe này thì khách hàng đã lên cho chiếc xe này 4 quả bi laser. Em xin phép sang phần này vì phía bên kia thì đang bị hấp hơi một chút. 4 quả bi laser cực kỳ sáng luôn. Bi laser thì nó sẽ lợi về pha hơn nhiều quý anh chị nhé. Và 4 quả bi này thì em được khách hàng người ta chia sẻ là lắp là phải khoảng tầm 25 triệu 4 quả bi này. Và với cái mặt ca lăng đặc trưng của VinFast đó là hình chữ V. Vâng, tượng trưng như kiểu là cánh chim của Việt Nam ta, trông rất là hòa bình đúng không ạ? Trông rất là thân thiện với môi trường và con người. Cảm biến trước sau đầy đủ này, không thiếu này. Ok ạ, xe sản xuất 2021 nên là chủ cũ người ta đã sẽ đi được 6 vạn rồi nên chủ cũ người ta đã lên 4 quả lốp mít cho xe. 4 quả lốp mít cho xe nên là lốp còn gai còn cực kỳ dày này và đi cực kỳ là êm ái nhá. Ngoài ra la răng thì chủ cũ đã phay cho xe rồi. Những cái vết ố này thì bên em có thể là sẽ đánh bóng được hết và spa đẹp lên cho quý anh chị nhá. Rồi ạ, chúng ta thử trải nghiệm mà đóng thử cái thân vỏ của VinFast Lux SA xem như nào. Nói thật là thân vỏ này chỉ cần đẩy nhẹ vào thôi là cánh cửa nó đã vào rồi và cực kỳ nặng luôn anh chị nhá. Nhất là những quý khách hàng là nữ ấy thì anh chị đóng cái cửa này thì sẽ cảm giác nó là nặng và mình sẽ không quen tay khi mà mình ngồi lên một chiếc xe nó cứng cáp như này. Phần mạ chrome bóng này thì đã được khách hàng chủ cũ người ta đã dán cái đề can màu đen lên thì cái này có thể bóc ra được. Thì bây giờ theo thời gian sử dụng thì nó đã bị bạc đi rồi. Cái này chúng ta có thể bóc ra được để trở về nguyên bản nhé. À, ở trên xe em phát hiện là chủ cũ họ đã dán cái phim 3M lên trên xe rồi. Dán phim 3M xung quanh xe luôn nhé, toàn phim xịn đó ạ. Phim 3M này xong xuôi chắc phải ngót 20 triệu. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của Lux SA anh chị ạ. Tất nhiên là một chiếc xe động cơ của Đức 2.0 thì tiêu hao nhiên liệu thì sẽ là cái mà khách hàng quan tâm nhiều nhất. Khi mà chúng ta đi ở đường hỗn hợp thì chỉ hết có 8 lít 3 thôi. Và khi mà đi đường đô thị, tức là đường ở trong Hà Nội đó thì chúng ta sẽ hết được khoảng tầm 10 đến 11 lít anh chị nhá. Ok ạ. Em mời camera giúp em chúng ta đi tiếp vào trong cái phần khoang lái đi để chúng ta cùng đánh giá nào. Đi vào khoang lái, đầu tiên thì chúng ta sẽ có, đây là chìa khóa của Lux SA. Thì nhưng mà chủ cũ người ta đã bọc cái da lên rồi nên là trông nó sẽ rất là kín. Em để nổ nó lên cho anh chị xem này. Cái ghế da màu nâu nhưng mà nâu ở nâu trầm thì trông nó rất là sạch sẽ và nó sang anh chị nhá. Và trên xe thì đã có gương chống chói tự động rồi này. Màn hình giải trí cực kỳ to luôn, trông như kiểu xe sang anh chị nhá. Đấy, cần số điện tử, cần số của Lux SA là cần số điện tử. Cái cần số điện tử này sẽ đem cho khách hàng một cái trải nghiệm là vào số cực kỳ mượt này và không bao giờ phải có cảm giác bị cấn tay nhá anh chị nhá. Đây là cần số điện tử của Lux SA và cái cần số này cũng lấy tượng trưng từ cái cần số của chính chiếc BMW X5 đó ạ. Trên phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta đã được trang bị đầy đủ rồi, cruise control không thiếu này, đèn tự động, gạt mưa tự động này không thiếu. Và ngoài ra nữa là xe cũng có hỗ trợ đổ đèo
và cũng không thiếu tất cả tính năng an toàn cân bằng điện tử thì không thiếu rồi. Đó là những cái cơ bản của một chiếc xe đắt tiền như này. Em nhớ cái thời điểm mà năm 2020 lăn bánh ở Hà Nội, cái bản tiêu chuẩn này ngót nghét nó phải rơi vào tầm tỷ 5 tỷ 6. Đó là thời điểm năm 2020 để lăn bánh được ở Hà Nội. Nhưng mà bây giờ trên thị trường sau 3 năm sử dụng thì loanh quanh chỉ có hơn 700 nữa thôi là chúng ta đã thể mua được rồi. Và chúng ta thử khám phá cái hàng ghế sau xem nào. Đóng cái cửa nó nặng, cảm giác nó rất là khoái anh chị ạ. Cửa gió hàng ở cửa gió điều hòa hàng ghế sau không thiếu này. Rồi, nào, chúng ta cũng đánh giá cái độ rộng rãi nào. Thứ nhất là cái khoảng để chân nhá. Là xe này xe 7 chỗ 5 cộng 2 thì cái hàng ghế thứ hai mà sau khi mà ngồi lên mà nó còn khoảng cách so với hàng trước một gang tay như này em phải nói là rất là thoải mái. Và ngoài ra cái hàng ghế giữa này nhá là sẽ không có cái cù lồi lên như một số hãng xe như là Mazda CX 5. Thế thành ra là quý khách hàng ngồi sẽ không bị cấn cái chân này và rất là thoải mái, không bị cấn chân. Ok ạ. Chúng ta cùng đi tới phần khoang động cơ nào, cùng đánh giá nào. Khoang động cơ của một chiếc xe, của một hãng xe đến từ Việt Nam thì có gì đặc biệt nào? Ok ạ. Wow. Thì đây chính là khoang động cơ của chiếc xe VinFast Lucky Star. Em mời camera giúp em quay lại gần một tí nào. Đấy, cái đầu tiên đập vào mắt thì chính là một khoang động cơ rất là đầy đặn. Tất nhiên là động cơ của Đức rồi. Thì trông nó rất là sang và đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Đấy, các thanh răng giữ khoang động cơ này trông nó khỏe khoắn hơn rất nhiều này. Và động cơ rất là kín, động cơ được đặt dọc. Đây là chỗ turbo của xe. Vâng, bên em đã kiểm tra kỹ hết rồi. Phần xương đầu xe này, chỉ cabo các thứ. Và kể cả luôn là những cái chi tiết ốc ở trên khoang động cơ là gần như là không bị ảnh hưởng một chút nào. Tức là 100% là sẽ chưa có va chạm anh chị nhé. Nên là em xin cam kết là keo chỉ nguyên bản, cột kèo nguyên bản, xe không đâm đụng, không ngập nước. Và bên em bảo hành lên tới 12 tháng về động cơ. Nên là anh chị yên tâm sử dụng và mua xe bên em nhé. Vâng ạ, em xin phép đọc nó xuống. Với mức giá bên em đang chào bán đó là 748 triệu. Vâng, và mức giá này còn thương lượng thêm. Thì cũng chuẩn bị hết tháng 6 âm lịch rồi, chuẩn bị sang nôi rồi. Em xin phép mời quý anh chị có nhu cầu quan tâm mẫu xe VinFast Lux SA này bên em. Có nước sơn là màu trắng, một chủ từ đầu, chạy chuẩn 6 vạn km này. Thì em mời quý anh chị liên hệ với em qua số hotline 0916 789 786. Em Tuấn Anh ở Auto88 xin phép hỗ trợ anh chị tận tình, chu đáo và tận tâm nhất ạ. Vâng ạ, em xin phép chào quý anh chị ạ.